Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả đã đến với chương trình của VNTV buổi tối ngày hôm nay và sự trở lại của anh Anthony Nguyễn. Chào Anthony. Chào chị. And hello VNTV. Again, Anthony Nguyễn with the Office of Congressman Scott Peters here to provide you updates on our US government, Congress and what Congressman Scott Peters is doing. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa anh Anthony Nguyễn là phụ tá pháp lý cho văn phòng dân biểu liên bang Congressman Scott Peters. Và ngày hôm nay anh sẽ chia sẻ với chúng ta qua một cái đề tài cũng rất là nóng bỏng hiện tại ngày hôm nay. Thưa quý vị, đó là chuyến công du Á Châu của Tổng thống Donald Trump lần đầu tiên sau khi ông nhậm chức. Thì chúng ta có thể nói về cái chuyến công du Á Châu này của Tổng thống Donald Trump là ông bắt đầu đi từ ngày nào tới ngày nào và thăm những nước nào anh? So President Trump, if any of you are following the news, you would know that he is making his first trip over to Asia, doing tours in 5 different countries to talk about trade and economics development and things like that. So the 5 countries that he's going to is South Korea, Japan, China, Vietnam, and the Philippines. So those are in the order of his visit. And for the Vietnamese community, for Vietnam, he's actually stopping by at 2 locations. So I believe he's going to both in South Vietnam and North Vietnam, actually Da Nang and then in North Vietnam. Yeah. Vâng, thưa quý vị, chuyến công du Á Châu lần đầu tiên của Tổng thống Donald Trump kỳ này sẽ viếng thăm 5 nước, bắt đầu từ ngày nào vậy Anthony? Yeah. Thì nó đã bắt đầu rồi, thì cái ngày chót của nó là Anthony nghĩ là ngày 11. Dạ. Yeah. Chuyến công du thăm 5 quốc gia. Thứ nhất là South Korea, tức là Đại Hàn. Đại Hàn. Sau đó là nước Nhật. Nhật Bản. Là China là nước Trung Hoa, xong rồi Việt Nam, xong Phi. Rồi tới nước Phi. Thưa quý vị, và đặc biệt là với chuyến công du Việt Nam lần này thì ông sẽ ở lại Việt Nam 2 ngày và ông sẽ viếng thăm Đà Nẵng và Hà Nội. So, Da Nang or Da Nang for English viewers will be the host and the location for the APEC Summit. So APEC stands for the Asia Pacific Economic Cooperation, and this was created so that various Asian countries can gather for this meeting. So these are world leaders from each of these countries to talk about how we can improve our international relation, improve our economy, work on trade, things like that. So the Da Nang is chosen as the location for this. I believe many years ago Vietnam was also picked for the location site. So it's been many years until now Vietnam is now the location. So it's pretty exciting for Vietnam in general because that helps with the economy and tourism for that country as well. So we're very excited for the location due to, you know, they haven't been there for a while. Vâng, thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump viếng thăm Việt Nam lần này và sẽ đến Đà Nẵng để tham dự APEC Summit, tức là Hội nghị Hợp tác Kinh tế Á Châu-Thái Bình Dương. Thưa quý vị, trong cái hội nghị thượng đỉnh này thì sẽ có sự gặp gỡ của tất cả các nhà lãnh đạo Á Châu. Họ gặp gỡ với nhau để cùng trao đổi, chia sẻ với nhau làm sao để có một cái mối quan hệ ngày càng vững chắc hơn, cũng như là sẽ discuss, tức là sẽ trao đổi với nhau về vấn đề mậu dịch song phương với nhau, cũng như là vấn đề kinh tế. Và Tổng thống Donald Trump sẽ có dịp gặp gỡ tất cả các nhà lãnh đạo Á Châu trong cái hội nghị thượng đỉnh này. And this meeting is pretty important because if you follow the news last year, you may have heard TPP, the Trade Pacific Partnership, under President Obama. So obviously when we have our new president, he has his own plans in place when it comes to trade. So Vietnam is still part of this discussion, and it's good that he's visiting these countries and talking with world leaders to continue trade agreements to countries in Asia, because that help foster these development and relationships that we currently have with these countries. Vâng, thưa quý vị, cái buổi họp này, cái hội nghị này rất là quan trọng vì thưa quý vị, là một cái vị lãnh đạo mới của Hoa Kỳ thì tân tổng thống Donald Trump của chúng ta sẽ đến gặp những cái nhà lãnh đạo này để xem là những cái khế ước trong cái thời của Tổng thống Obama về vấn đề mậu dịch song phương và kinh tế của các nước Á Châu, Thái Bình Dương có tiếp tục hay không, hay là có thay đổi như thế nào. Cho nên đây là một cái cuộc hội nghị rất là quan trọng mà Tổng thống Donald Trump sẽ tham dự và chọn Đà Nẵng là cái nơi để mà tổ chức cái buổi này. Mà Đà Nẵng cũng rất là đẹp phải không Anthony? Dạ. Yeah. Thì khi đây Anthony cũng về Việt Nam, và Đà Nẵng là cũng một cái thành phố mà Anthony đã tới rất là
rất là đẹp. So just mentioning that she was mentioning about Da Nang, and I recently went to Vietnam last month and actually saw the city. So I haven't been to Vietnam in a while, so there's definitely a lot of changes, and it was nice to see cities and streets, a lot of development in the area. So I think with the APEC meeting being in Da Nang, that's a good location for them to kind of see the beauty of our of the country. Cái Đà Nẵng đó, Anthony, là một cái nơi mà Anthony thấy sao, nó biển nhiều hay là như thế nào, và so với Sài Gòn thì sao, nó Anthony thấy như thế nào, so nó êm đẹp hơn hả? Definitely differences between the two. Da Nang definitely beautiful beaches, a lot of more sceneries over there, whereas Saigon will always be busy people, lots of cars, traffic, congestion. So there's definitely a big difference between the city and the countryside, and I definitely saw that when I went to Vietnam. Vâng, thưa quý vị, Anthony đã có dịp trở về thăm nơi mà Anthony sinh ra. Tại vì khi mà Anthony đến Hoa Kỳ thì anh còn rất là trẻ, cho nên ngày hôm nay trở về thăm quê hương thì đã có dịp thăm Đà Nẵng, là cái nơi mà tổ chức hội nghị thượng đỉnh APEC lần này. Và giống như anh nói là Đà Nẵng là một cái nơi mà có rất là nhiều cảnh đẹp, có rất là nhiều biển. Thì tại vì Sài Gòn là một cái thành phố lớn cho nên rất là bận rộn, với nhiều xe cộ, phải không anh? Nhưng mà nơi nào cũng có cái nét đẹp riêng. Yeah, đúng. And so because President Trump's tour, it's in the process right now. I believe he's only in Japan. So he still have quite a few more days until he gets to Vietnam. So I think as we get more information, we'll keep you posted, but definitely follow the news. It's interesting to see what he has to say when he's in Vietnam, and to see what sort of the discussion would be between world leaders once they're actually in Vietnam to talk about these important trade agreements. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần update ngày hôm nay của anh Anthony về những cái tin tức từ văn phòng của dân biểu liên bang Congressman Scott Spear. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn, và xin thân ái chào tạm biệt. Thank you everyone.